cần xử phạt nghiêm minh để hạn chế vi phạm giao thông và làm rõ kết quả của việc xử phạt nguội được theo dõi qua camera hành trình đối với hoạt động xe vận tải. Đó là yêu cầu của các thành viên đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại buổi làm việc chiều qua ngày 5 tháng 4 với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đặt vấn đề, từ khi bỏ quỹ bảo trì đường bộ có làm ảnh hưởng đến việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh hay không? Từ năm 2020, thì cái tình hình phân bổ cái vốn này để cho công tác bảo trì của chúng ta thì vừa qua, trong thời gian vừa qua thì thực hiện như thế nào? Thì có đảm bảo theo đúng cái nghị quyết của Quốc hội không? Vì ngày xưa chúng ta thu vào quỹ thì đương nhiên là cắt lại luôn 35% thì nó phân bổ thì nó nhanh hơn. Liên quan đến kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa về việc nâng mức xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải lên cao hơn nữa để đủ sức răn đe nhằm hạn chế các vi phạm. Một số thành viên đoàn giám sát cho rằng hiện nay mức xử phạt đã lên đến 40 triệu, đây không phải là con số nhỏ. Điều quan trọng là các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm minh. Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ kết quả của việc lắp camera hành trình đối với hoạt động xe vận tải. Thật ra thì chúng ta cứ nói là chưa đủ răn đe thôi. Ấy nhưng mà không, chỉ trong lĩnh vực này là chúng ta xử đến 40 triệu rồi. Trước đây là nồng độ cồn vẫn 40 triệu, nhưng mà do chúng ta làm chưa nghiêm. Cho nên là cứ nhận đợt đó. Vừa rồi chúng ta làm nghiêm 40 triệu đúng không? Thì nó lại đâu vào đấy? Tạm giữ cái giấy phép lái xe đúng không? 1 đến 4 tháng đó mà. Và tối đa 23 tháng. Rất nặng chứ không phải không nặng. Thì cái chỗ này thì nếu mà cụ thể như nào các ông chí, các anh cho biết thêm. Hình ảnh từ camera lắp trên phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định để vừa theo dõi hoạt động của phương tiện vận tải thông qua hệ thống giám sát hành trình và camera lắp đặt trên để chấn chỉnh xử lý vi phạm theo quy định và vừa quản lý lái xe. Vậy thì cũng mong các đồng chí cũng chia sẻ thêm là hiện nay cái kết quả thực hiện này có làm tăng cái chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp hay không và hiệu quả thực tế trong công tác quản lý này như thế nào. Sử dụng cái xử phạt qua cái hình ảnh ấy, thì rất là hiệu quả, cái thay đổi cái hành vi và ý thức của người tham gia giao thông. Năm 2023 chúng tôi phát hiện được là 8.078 cái hành vi vi phạm và xử phạt là 23,6 tỷ đồng. Kết luận buổi làm việc, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị Thanh Hóa tiếp tục cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu, tài liệu để đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo. Trong đó, làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nguyên nhân chủ quan, khách quan, nhất là phải xác định rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục.